sứ giả mô phật ai tan chủ lập thành thập miệng hình chư sư để cầu siêu độ cho phụ thân. Vậy ta nhờ ngươi lãnh lấy hình văn cháu làm nổi trên hình quả pháp hỏi này kiến sứ giả thành hoàng tử đất phụng thừa thánh ấy trật chế tây phương đấu diệt môn để họ lãnh diệt chân khai đàn hồi trình qua tướng phật hiện nay những lời ôn sư chỉ phán màu này đâu đàn tiền mỏ là đặt trình qua chân điện chỉ có các thừa vuông giá hoàn toàn đâu đàn tiền hồ xúc động mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe.
Siêu ai ai đâu.